các bạn đang lắng nghe tập 9 của bộ tiểu thuyết Trung Quốc, mang tên Ngọa Hồ tàng Long, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng vì thân phận của lục hữu đạo nên Trần Hương không dám nổi nóng. Nước mắt cô ta tràn ngập hốc mắt, cô ta vô cùng uất ức. Lục hữu đạo cuối cùng cũng hiểu rõ tình hình, ông ta bị chơi khăm rồi. Tôn Hàn, cậu không muốn hợp tác nữa à? Việc hợp tác hay không thì khi khác hãy bàn, nhưng tối nay ông nhất định phải uống hết thứ này. Cậu nằm mơ đi lục hữu đạo vừa dứt lời thì tôn hàn đột nhiên đứng dậy anh cầm lấy cốc rượu rồi banh miệng lục hữu đạo ra rót hơn nửa cốc rượu vào miệng ông ta Ưc ưc ưc, tuy rượu chảy ra ngoài khá nhiều nhưng phần lớn đã được dốc vào trong bụng lục hữu đạo bị dốc rượu xong lục hữu đạo bị sặc không ngừng lúc này tôn hàn mới hài lòng vỗ tay trần hương chúng ta đi để ông ta hóa thành người tối cổ à vâng trần hương nhìn tôn hàn rời đi như không có chuyện gì cô ta vội vàng đi theo trong lòng cô ta thấy thực sự hả hê lục hữu đạo ông cũng phải nếm chảy mùi vị của thuốc kích dục đi tìm một người phụ nữ đến cho tôi nhanh lục hữu đạo biết thừa tác dụng của thuốc kích dục vội vàng lấy điện thoại ra gọi nếu không nhanh chóng kiếm một người phụ nữ thì ông ta sẽ không xong mất sau khi rời khỏi khách sạn tôn hàn liền gọi một chiếc taxi đưa trần hương về trần hương lại nói tổng giám đốc tôn hôm nay không có anh thì thực sự tôi không biết nên làm thế nào tôi thấy anh vẫn chưa ăn gì, tôi mời anh một bữa nhé. Bảo vệ nhân viên là trách nhiệm của cấp trên, cô không phải làm thế đâu, Tôn Hàn lạnh nhạt nói. Nếu như cấp trên nào cũng giống anh thì tốt quá. Trước kia khi Lý Tông Đạo ở đây, ông ta chỉ quan tâm đến đơn hàng và hợp đồng, không thèm quan tâm đến những nhân viên cấp dưới như chúng tôi đâu. Tổng giám đốc Tôn, anh biết không? Thực ra trước tôi đã có hai trợ lý từ chức không rõ lý do, cụ thể đã xảy ra chuyện gì không cần nghĩ cũng biết tôi còn đỡ tôi vẫn trụ được trần hương vén mái tóc đã bị gió đêm thổi tứ tung nói với vẻ kiên cường tôn hàn nhíu mày anh biết thói đời này như thế nào cũng biết rằng điều mà trần hương nói không hề hiếm gặp nhưng anh cũng không phải thần tiên cùng lắm cũng chỉ có thể quan tâm đến những chuyện xảy ra trước mặt mình được rồi tổng giám đốc tôn chúng ta đi ăn chút gì đi tôi mời anh lần này tôn hàn nhìn đồng hồ trên tay thấy vẫn còn sớm thế nên anh không từ chối nữa hai người đi đến trước một sạp đồ nướng trong chợ đêm. Trần Hương thấy Tôn Hàn không có vẻ ghét bỏ thì mời anh ngồi xuống, cười hì hì tổng giám đốc Tôn đừng trách tôi keo kiệt. Anh là người quyền cao chức trọng, có lẽ chưa bao giờ nếm thử mùi vị của những sạp hàng nhỏ này, thực sự chúng rất ngon đấy. Một suất đậu phụ sốt, 20 xiên thịt bò, 10 xiên lòng nướng, một suất can nướng. À, thêm mấy chai bia nữa, hãng thuần sinh đi. Tôn Hàn gọi món sau đó quay sang nhìn Trần Hương, anh cười híp mắt, "Tôi gọi món tôi muốn ăn rồi, cô muốn ăn gì?" Trần Hương vô cùng kinh ngạc, thì ra tổng giám đốc Tôn cũng thích ăn đồ nướng à, tôi còn tưởng anh Cô ta nghĩ rằng, người như tổng giám đốc Tôn chắc chắn sẽ không thích ăn những đồ không bảo đảm vệ sinh như xiên nướng, ai ngờ người ta gọi món mà chẳng cần nhìn thực đơn. Nếu không phải là người hay ăn đồ nướng thì không thể nào gọi lưu loát như vậy được. Tôn Hàn chỉ nở nụ cười, ai bảo cô là tôi luôn cao sang chứ? nhưng nói đi cũng phải nói lại đúng là lâu rồi tôi chưa ăn đồ nướng cô mời món này cũng vừa hay đúng ý tôi cảm ơn nhé trước kia tôn hàn vô cùng thích ăn món xiên nướng này lâm mỹ quyên đều tỏ vẻ vô cùng ghét bỏ nhớ đến lâm mỹ quyên tôn hàn lại thấy hơi buồn dù sao cũng đã từng là vợ chồng tổng giám đốc tôn thích là tốt rồi chủ sạp mang những món họ đã gọi và bia tới trần hương mở một chai cho tôn hàn sau đó cũng mở cho mình một chai tối nay tôi sẽ uống với Tổng Giám Đốc Tôn cho thỏa thích thì thôi. Thấy Trần Hương gọi Tôn Hàn là Tổng Giám Đốc, khách khứa xung quanh cũng không cảm thấy kỳ lạ, nhìn cách ăn mặc của hai người này là đã biết giàu có. Họ tới mấy sạp hàng này chắc chỉ để thử cảm giác mới mẻ thôi. Một người uống hai chai là được, tôi không uống được nhiều đâu, Tôn Hàn nói. Không uống được nhiều là giả, vì cũng không nhất thiết phải bắt Trần Hương uống nhiều. Nói thẳng ra, anh không có ý gì với Trần Hương, thế nên cũng không có hứng thú uống bia được lúc đàm ăn trần hương nói rất nhiều đều là những chuyện về bản thân cô ta cô ta ngày xưa sống ở một thị trấn nhỏ cuộc sống rất khó khăn khi tới thành phố lớn rồi vẫn phải lăn lộn rất mệt mỏi đôi khi cô ta lại tự châm chọc bản thân cô ta chẳng bằng được với những cô tiểu thư ăn ngon mặc đẹp ở thành phố lớn này muốn có cái gì đều phải tự mình kiếm lấy tôn hàn là một thính giả hoàn hảo anh không nói gì mà chỉ lắng nghe ăn xong Tôn Hàn đưa Trần Hương lên taxi sau đó mới bắt xe quay về nhà. Trên taxi, tâm trạng Trần Hương liền đi xuống. Chuyện hôm nay khiến cô ta cảm thấy Tổng Giám Đốc Tôn là một người rất tốt. Anh đúng là một người đàn ông đích thực, khác hẳn so với những cậu ấm ăn chơi hay những tên đàn ông ngoại tình mà cô ta từng gặp. Đặc biệt là lúc Tổng Giám Đốc Tôn đổ rượu vào miệng lục hữu đảo, lúc đó cô ta liền cảm thấy mình được bảo vệ. Lúc này trong đầu cô ta hiện lên những ký ức về Tôn Hàn sau khi anh đến công ty. Dù cô ta có nghĩ thế nào cũng không thể nào xóa đi được. Nhưng chính vì Tôn Hàn quá tốt mà Trần Hương mới thấy buồn bã. Vì sao tổng giám đốc Tôn lại chỉ thích Liễu Y Y mà không chịu liếc nhìn cô ta chứ? Cô ta thua kém Liễu Y Y ở điểm nào? Liễu Y Y, tôi nhất định sẽ không chịu thua cô đâu, Trần Hương nắm chặt điện thoại, kiên quyết nói. Đột nhiên điện thoại của Trần Hương reo lên, Trần Hương vô cùng vui vẻ, cô ta nghĩ là Tôn Hàn gọi đến để hỏi cô ta đã về nhà an toàn chưa. Nếu như thế thì cô ta thực sự không thể kìm lòng nổi. Nhưng trên màn hình hiển thị số máy lạ, Trần Hương không nghĩ nhiều, cô ta nghi hoặc nghe máy, "Alo, tôi là Trần Hương, ai đó?" "Là tôi," bên trong điện thoại vang lên giọng nói ngông nghênh của người đàn ông. Trần Hương ngẩn ra, sau khi nhận ra giọng nói này thì ngơ ngác, "Anh, anh được về với tự nhiên rồi sao?" "Tôi ra tù mà cô không vui sao?" "Trần Hương, tôi vì cô mà ngồi tù mấy năm nay, cô phải bồi thường đàng hoàng cho tôi." Sắc mặt Trần Hương vô cùng khó coi. Tôn Hàn quay về biệt thự sớm khiến Liễu Y Y hơi bất ngờ. Cô thấy anh không uống nhiều mấy, không phải bảo là đi xã giao sao? Sao anh về sớm vậy? Cởi áo khoác ra rồi quăng xuống sofa, Tôn Hàn đáp bừa, không thuận lợi lắm. Vậy không sao chứ? Không sao, chỉ là một giám đốc của một công ty nhỏ thôi, sao có thể làm khó anh được? Tôn Hàn tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm đến Lục Hữu Đạo liệu y y đã quen với thái độ kiêu ngạo của tôn hàn nên cô cũng chẳng thấy lạ cô cũng không cảm thấy một giám đốc của trung tâm mua sắm tô hàng có thể làm khó tôn hàn kể từ khi tôn hàn ra tù anh đã thể hiện bản lĩnh vô cùng đáng sợ ngay cả nhân vật tầm cỡ dung chuyển cả tây nam như ông long cũng không làm gì được tôn hàn chứ đừng nói là người khác cô không nghĩ nhiều liền nói đồng đồng đã ăn cơm tối rồi tôi cũng rửa bát rồi tôi về đây anh có đưa tôi về không biệt thự Thương Sơn ở vị trí như thế này, nếu không có xe riêng thì đúng là bất tiện, gọi xe cũng không tiện. Tối nay đừng đi được không? Đột nhiên Tôn Hàn thốt ra một câu như vậy, Liễu Y Y sướng ra một lúc, sau đó liền định nổi giận, Tôn Hàn, anh. Dừng đã, ý anh là bây giờ vẫn chưa muộn, nhưng cũng không còn sớm nữa. Dù sao chỗ anh cũng nhiều phòng, em chọn bừa một căn phòng ngủ lại là được. Thấy tình thế không ổn, Tôn Hàn liền giải thích ngay lúc này sắc mặt liễu y y mới hòa hoãn lại không cần tôi không ở lại đâu mẹ tôi sẽ lo lắng nếu nói là ở cùng bạn trai thì mẹ em chưa chắc đã lo lắng đâu nhưng tôn hàn chỉ có thể thầm nghĩ như vậy mà thôi được rồi anh cũng không miễn cưỡng em tự lái xe về đi mai là thứ bảy anh định đưa đồng đồng đi thủy cung em cũng phải đi nhé chuyện này tôn hàn đã đồng ý với đồng đồng từ hai ngày trước đồng đồng đang xem phim hoạt hình liền mong chờ nhìn liễu y y đôi mắt long lanh tỏa sáng dì y y ơi dì cũng đi cùng đi được dì y y sẽ đi liễu y y có thể không nể mặt tôn hàn nhưng cô sẽ không từ chối đồng đồng anh đưa em ra nhà để xe tôn hàn cũng không biết mình làm sao rõ ràng từ đây đến nhà để xe còn chưa đến 100 trăm mét nhưng anh cứ nhất quyết đưa cô đi có lẽ anh chỉ muốn nhìn ngắm liễu y y nhiều hơn một chút mà thôi khi đến nhà để xe Đến trước chiếc xe Mercedes S-Class, Liễu Y Y mở cửa xe ra ngồi vào ghế lái rồi thắt dây an toàn, "Tôi đi đây." "Đợi đã." Đột nhiên Tôn Hàn gọi Liễu Y Y đang kinh ngạc lại, nghĩ hồi lâu rồi mới nói, "Đã có tin tức về con gái em rồi." Liễu Y Y im lặng một lúc, "Thật, thật sao?" Khuôn mặt cô tràn ngập vẻ kích động không thể che giấu. Tôn Hàn gật đầu, "Để nắm được tình hình cụ thể thì cần vài ngày, thậm chí là nửa tháng nữa." nhưng anh có thể chắc chắn rằng con bé vẫn còn sống. Trước khi có tin tức, đây chính là vấn đề Tôn Hàn lo lắng nhất. Kẻ buôn người táng tận lương tâm, chuyện gì cũng có thể làm được. Hả hạ rơi vào tay bọn buôn người mấy năm như vậy, có thể đã xảy ra chuyện gì đó, không ai có thể biết được. Nhưng nếu không phải kẻ buôn người mà có thể là do Lâm Hữu làm thì hả hả sẽ không có vấn đề gì lớn. Lâm Hữu không có gan làm lớn chuyện, Liễu y y sướng sờ hồi lâu, cô nghẹn ngào nói cảm ơn. Đây là điều anh nên làm. Liễu Y Y chỉ cho rằng anh cảm thấy mắc nợ cô nên mới dốc toàn lực tìm con gái cho cô, cô không biết rằng thực ra Tôn Hàn đã biết con gái của Liễu Y Y cũng chính là con gái của anh. Nhìn chiếc xe rời đi, Tôn Hàn thở dài châm điếu thuốc. Thực ra anh không định nói tin tức về con gái cho Liễu Y Y biết nhanh như vậy, nhưng cuối cùng anh vẫn không nhịn được. Lúc nói điều ấy, Tôn Hàn chỉ nghĩ rằng, nếu để Liễu Y Y biết rằng Hà Hà có khả năng quay về, chắc chắn cô sẽ rất vui thế nên anh đã nói ra. Ngày hôm sau, Liễu Y Y lái xe đến biệt thự gặp Tôn Hàn và Đồng Đồng. Sau khi đến Thủy Cung, Đồng Đồng vô cùng vui vẻ. Wow, cá mập kìa, bố ơi, con chỉ mới thấy nó trên TV thôi, nhìn ngon thế. Dì Y Y ơi, đây là con gì thế, rực rỡ màu sắc trông đẹp thật đấy. Ngoặc kép, đây là cá thiên thần, Đồng Đồng rất vui. Còn Liễu Y Y có lẽ do biết tin tức của con gái nên cũng vô cùng vui vẻ mỗi khi đồng đồng hỏi, cô đều trả lời rất nghiêm túc. Tôn Hàn thấy thế thì cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng. Người như Lâm Mỹ Quyên rất khó yêu thương chăm sóc đồng đồng như vậy. Thế nên người làm bố như anh phải yêu thương cô bé nhiều hơn. Nhưng mà anh có quá nhiều việc phải làm, không thể lúc nào cũng ở bên chăm sóc đồng đồng được. Liệu y y có lẽ chính là thiên sứ mà ông trời ban cho vì thấy mắc nợ bọn họ. Trời đến buổi trưa, ba ngoài đi ra ngoài ăn, vốn buổi chiều vẫn còn lịch, nhưng lúc ăn cơm Tôn Hàn đã nhận được cuộc gọi của Lý Tông Đạo. Tôn Hàn, tối qua rốt cuộc cậu đã làm gì với giám đốc lâm của Tô Hàng thế hả? Người ta sáng nay đã gọi điện đến trụ sở chính để phản ánh về cậu, nói là nếu cậu và Trần Hương không xin lỗi ông ta thì từ nay về sau trung tâm mua sắm Tô Hàng sẽ không cung cấp hàng cho công ty chúng ta nữa. Ngoặc kép, bên phía trụ sở chính rất quan tâm đến việc này. Sau khi Tôn Hàn nghe máy, Lý Tông Đạo liền trách mắng Tôn Hàn với lời lẽ vô cùng chính đáng nhưng trong giọng điệu ông ta lại tràn ngập sự vui sướng khi thấy anh gặp họa tôn hàn trầm mặc một lúc anh còn chưa làm gì mà lục hữu đạo đã gây rắc rối rồi yên tâm đi không chừng ngày mai lục hữu đạo sẽ thay đổi ý định đấy nếu vậy thì tốt quá tôn hàn à tôi đưa số điện thoại của giám đốc lục cho cậu nhé nếu không giải quyết tốt chuyện này thì cậu không ngồi trên cái ghế tổng giám đốc được nữa đâu sau khi anh cúp máy liễu y y nghe câu được câu không liền hỏi với giọng quan tâm giám đốc lục của trung tâm mua sắm tô hàng làm sao thế không có chuyện gì đâu anh phải bận việc chiều e là không thể đi chơi với đồng đồng được đồng đồng thì không sao tôi chơi với cô bé cũng được nhưng anh có chuyện gì vậy đang yên đang lành sao anh lại gây xích mích với giám đốc lục vậy tôn hàn kể lại đầu đuôi câu chuyện ra nghe xong liễu y y cũng vô cùng tức giận đáng đời cái tên đó ngày xưa liễu y y không thể nào thốt ra chuyện ngày xưa lúc đó Tôn Hàn cũng làm như thế với cô. Thực ra chuyện ngày xưa có uẩn khúc, anh làm như thế với em là vì có nguyên nhân khác. Cụ thể thì đến lúc nào thích hợp anh sẽ giải thích rõ với em, Tôn Hàn cũng biết rằng Liễu Y Y lại nhớ đến chuyện anh làm năm đó. Chân tướng năm đó thế nào, Tôn Hàn quyết định sẽ nói rõ với Liễu Y Y vào một lúc thích hợp. Nếu không nó sẽ luôn cản trở quan hệ giữa anh và Liễu Y Y. Nhưng không phải bây giờ. Quẩn khúc, Tôn Hàn, anh không thấy nói như thế rất nực cười sao liễu y y liền châm chọc nếu không phải do đồng đồng vẫn ở đây thì cô đã chất vấn anh rồi sau này em sẽ biết tôn hàn không giải thích thêm mà nhìn đồng đồng bố có việc bận buổi chiều gì y y sẽ chơi với con nhé có được không vâng bố cứ đi làm việc đi đồng đồng nói với giọng non nớt tôn hàn đi trước anh để lại xe cho liễu y y sau đó anh hẹn lục hữu đạo tại một quán trà khi tôn hàn đến thì trần hương cũng vừa đến nhưng Trần Hương không phải do Tôn Hàn gọi đến mà là Lý Tông Đạo. "Tổng giám đốc Tôn, tôi đã gây rắc rối cho anh rồi." Trần Hương ngại ngùng nói. "Vấn đề nhỏ thôi, nếu tôi đã dám làm như thế thì Lục Hữu Đạo không làm gì tôi được đâu. Đi thôi, chúng ta đi lên gặp Lục Hữu Đạo, xem ông ta muốn thế nào." "Vâng." Khi đi vào phòng bao, Lục Hữu Đạo thấy họ liền tức điên lên, "Các người còn dám tới à?" tôi qua nếu gái ông ta gọi tới mà đến chậm một chút thôi là cái đó của ông ta coi như bỏ rồi. Thế nên ông ta vô cùng căm hận Tôn Hàn. Tôn Hàn từ từ ngồi xuống, sao tôi lại không dám tới chứ, tôi cũng chẳng làm việc gì trái lương tâm. Tôn Hàn, cậu đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cậu dám ăn nói với tôi như thế à? Ông đây cho cậu một lựa chọn cuối cùng, giờ cậu quỳ xuống nhận sai với ông đây, sau đó giữ, giữ cô ta lại, chuyện này tôi sẽ bỏ qua cho. Nếu không lục hữu đạo giơ tay chỉ về phía trần hương ông ta chỉ nói đến đó rồi dừng giọng điệu uy hiếp vô cùng rõ ràng trần hương liền vô cùng căng thẳng trông có vẻ lục hữu đạo đã có chuẩn bị kỹ càng hôm nay e là khó mà giải quyết ổn thỏa cô ta vội vàng nói tổng giám đốc tôn chúng ta mau đi thôi đừng ở đây nữa e là lục hữu đạo đang có âm mưu gì đó với tính cách của lục hữu đạo có thể nhận ra ông ta gọi cô và Tôn Hàn tới không phải để bàn chuyện hợp tác mà là để báo thù. Loại người như Lục Hữu Đạo, nếu ông ta muốn tìm mấy tên du côn ở thành phố Giang Châu đối phó họ thì quá dễ dàng. Bây giờ vẫn chưa muộn, chạy nhanh còn kịp. Ha ha, muốn đi à, dưới tầng đều là đám bạn của đứa cháu tôi, các người không đi được đâu. Lục Hữu Đạo rất huynh hoang, ông ta cười lạnh nhìn Tôn Hàn, Tổng Giám Đốc Tôn, đây là cơ hội cuối cùng của cậu đấy. Giám đốc Lục vẫn chưa chịu từ bỏ thói xấu của mình sao, sắc mặt Tôn Hàn không thay đổi, giọng anh càng lúc càng lạnh đi. Phải thì đã sao, Tôn Hàn, cậu chẳng biết điều gì cả. Được thôi, vậy tôi sẽ gọi đứa cháu tôi lên để nói chuyện với các người. Audio được thực hiện bởi T-Boy và Anna được phát sóng trực tuyến trên kênh youtube audio chuyện hay vào lúc 10 giờ sáng các thứ hai. 4, 6, hàng tuần, Lục Hữu Đạo nói rồi gọi một cuộc điện thoại chỉ nói đúng một câu có thể lên được rồi đấy. Ông ta vứt điện thoại lên bàn, sau đó hung tận nhìn Tôn Hàn, tổng giám đốc Tôn, dám làm thế vì một người phụ nữ, tôi đúng là phục cậu thật đấy. Nhưng có gan thôi chưa đủ, phải có bản lĩnh mới được. Có lẽ cậu cảm thấy cậu là tổng giám đốc của công ty thời trang xâm uy nên không thiếu thế lực, nhưng tôi nói cho cậu biết, thành phố Giang Châu này còn thâm sâu và phức tạp hơn cậu tưởng nhiều. Kẻ ngoại lai like đến đây thì phải biết cúi mình mà sống hôm nay tôi sẽ dạy cho cậu một bài học, để cậu biết cái gì gọi là lễ độ. Quả nhiên, lục hữu đạo định dùng đến thế lực xã hội đen để giải quyết chuyện này. Trần Hương vô cùng sốt ruột, cô ta không nghĩ được gì nữa, liền kéo lấy cánh tay Tôn Hàn, Tổng Giám Đốc Tôn, anh đi trước đi, đừng quan tâm đến tôi, mau đi đi. Bây giờ nếu một người thoát được thì ít ra còn có cách. Nhưng nếu không ai chạy thoát được thì họ sẽ hoàn toàn hết hy vọng. Nhưng Tôn Hàn vẫn đứng yên không động đẩy anh chỉ lạnh lùng thốt ra đúng bốn chữ được tôi sẽ đợi lục hữu đạo cười nhếch mép ông ta đã hỏi lý tông đảo tên tôn hàn này chỉ là một kẻ ngoại lai chắc là một gia tộc lớn nào đó ở nơi khác móc nối quan hệ cho cậu ta vào công ty thời trang sâm huy để lấy danh tiếng ở thành phố giang châu này tôn hàn chẳng có mối quan hệ nào loại cậu ấm như thế này nếu không dạy cho một bài học thì sẽ luôn nghĩ mình là giỏi nhất Dầm, a à, cửa phòng bao đột nhiên bị đẩy ra bốn năm tên thanh niên ập vào khiến trần hương sợ tới nỗi trốn ra sau lưng tôn hàn chú trông cô gái này cũng xinh đẹp đấy chứ lúc này tên thanh niên đi đầu nhìn khuôn mặt trần hương mà ánh mắt muốn lồi ra lò so ha ha chú phát hiện cô ta trước thế nên tất nhiên là chú chơi trước sau đấy thì tùy cháu nhưng bây giờ cháu phải báo thù cho chú đã chú yên tâm đi dám bắt nạt chú thì không phải đang đánh thẳng vào mặt lục tường này sao chính là tên này sao cháu đánh gãy chân nó cho chú." Lục Tường vừa nói với giọng đắc ý vừa nhìn về phía Tôn Hàn. Nhưng vừa nhìn là người hắn ta đã cứng đờ như nhìn thấy ma, lắp bắp không nói nên lời. "Là, là, là anh sao?" Tôn Hàn nhướng mày nhìn Lục Tường, "Tôi nhớ ra cậu rồi. Lần trước lúc Đường Minh Phong mở tiệc, lúc đó tôi đã từng nói sẽ chèn ép gia tộc các người. Tôi nhớ cậu chỉ nói một câu, cũng chẳng quan trọng lắm, thế nên cũng chẳng để tâm." nhưng không ngờ chúng ta lại gặp nhau rồi, cậu Lục à. Lục Tường, im lặng không nói nên lời. Anh Tường, chú của anh cũng là chú của em, để em đánh gãy chân thẳng nhãi này cho. Chấm, lúc này, một tên đàn em không hiểu rõ chuyện liền gào lên. Bốp, Lục Tường liền tát cho tên đó một cái, ai bảo mày nói chuyện hả? Lục Hữu Đạo không hiểu gì cả, a à, Tường, cháu, có chuyện gì thế? Ngoặc kép, trông Lục Tường có vẻ như rất sợ Tôn Hàn. Anh, anh Tôn, Chú, chú tôi có mắt như mù nên mới không biết anh là ai. Mong anh tha thứ, mong anh tha thứ. Sắc mặt Lục Tường khó coi như đã ăn phải rồi. Nếu hắn ta biết người gây chuyện với Lục Hữu đạo lại có thân phận thế này thì có đánh chết hắn ta cũng không tới. Lúc ở trong bữa tiệc, người này đã nói rằng sẽ hủy diệt công ty quản lý tài sản Lục Phong của nhà hắn ta, chuyện này khiến Lục Tường thấp thỏm không yên suốt mấy ngày. Hắn ta còn nghĩ người ta đã quên rồi, không sao cả rồi. Không ngờ hôm nay hắn ta lại tự vác xác đến trước mặt người ta, thế này không phải là tự tìm đường chết sao? Người ta là người cháu được đích thân ông Long thừa nhận, giết chết hắn ta còn dễ hơn bóp chết một con kiến. Tổng giám đốc Tôn, anh, Trần Hương cũng không thể tin được, cô ta đã sống ở thành phố Giang Châu bao nhiêu năm, thế nên cũng biết ít nhiều về tên cậu ấm kiêu căng như Lục Tường. Cô ta biết rõ tên Lục Tường này là một tên cậu ấm ngang ngược, đồng thời cũng là một tên du côn có tiếng đã làm không biết bao nhiêu chuyện ác nhưng cô ta không thể nào ngờ được lục tường lại sợ tổng giám đốc tôn như vậy nhìn hắn ta như vậy trông có vẻ đó là nỗi sợ từ tận sâu trong lòng chẳng lẽ tổng giám đốc tôn là đại ca xã hội đen sao trông không giống chút nào cô ta thực sự không đoán ra được nhưng điều này không quan trọng quan trọng là có vẻ hôm nay bọn họ sẽ được an toàn a à, tường cháu bị điên à tên tôn hàn này có là cái thá gì đâu Tại sao chúng ta phải sợ cậu ta, Lục Hữu Đạo không hiểu chút nào. "Chú, Lục Hữu Đạo, mau nhận sai đi, mau quỳ xuống nhận sai đi." "Nếu không nhà chúng ta coi như xong đấy." Lục Tường điên cuồng gào lên. Lục Hữu Đạo ngẩn người ra, ông ta không ngờ đứa cháu này lại gọi thẳng tên ông ta, hơn nữa còn gào lên như vậy. Mặt ông ta tối sầm, "Cút, cái đồ nhát gan như mày, cút ngay cho tao, tao tìm người khác đến xử lý tôn hàn." chưa gì mày đã sợ run người rồi mày nghĩ tôn hàn là cái thá gì chứ chấm lục hữu đạo không muốn nhận sai ông ta gân cổ chửi bới anh ta là cháu của ông long lục tường đã sốt ruột lắm rồi ông chú của hắn ta đến giờ này rồi vẫn không biết mình đã chọc phải một nhân vật như thế nào nếu có thể tát một phát chết lục hữu đạo thì chắc chắn hắn ta sẽ làm ngay tao không quan tâm ông long hay ông hồ gì cả ở thành phố giang châu này tao không quan tâm đến những thứ đó lục hữu đạo đột nhiên im bặt dường như nhớ ra điều gì đó sắc mặt ông ta trở nên rất đặc sắc bằng một tốc độ vô cùng nhanh ông ta nói năng không đầu không đuôi cháu nói là ông ông long đó sao tam vương của vùng tây nam ông long tô vấn long đã đủ rõ ràng chưa bầu không khí tĩnh lặng như chết người trước mặt họ là cháu của tô vấn long thoáng cái sự sợ hãi và nỗi kinh hoàng mãnh liệt lan khắp toàn thân mọi người trần hương cũng sững sờ Tổng giám đốc tôn là cháu của ông Long một tay che trời vùng Tây Nam đó sao? Trời à, đầu óc Trần Hương dối tung lên. Cậu, cậu tôn, tôi, tôi sai rồi, tôi đáng chết. Bốp, lục hữu đạo đột nhiên tát một cái thật mạnh lên mặt mình. Ông thích chết thì cứ việc, nhưng mà không phải ông nói muốn dạy cho tôi biết cái gì gọi là lễ độ sao? Bây giờ ông có thể dạy được dối đấy. Bốp, bốp, lục hữu đạo lại tát hai cái lên mặt mình, mặt ông ta lập tức sưng lên. Vẫn chưa hết, ông ta quỳ sụp xuống đất. Cậu tôn, là do tôi không biết lễ độ, tôi biết sai rồi. Lục Hữu đạo sắp khóc đến nơi. Ông ta cũng không ngờ được, tại sao ông ta lại chọc phải cháu của ông Long cơ chứ? Hôm nay trước khi gọi Tôn Hàn đến, ông ta còn cố tình hỏi Lý Tông Đạo xem Tôn Hàn có chống lưng gì không? Lý Tông Đạo đã nói Tôn Hàn chẳng có chống lưng gì ở thành phố Giang Châu này cả. Nếu không phải như thế thì ông ta đâu dám làm loạn chứ? Lý Tông Đạo đã hại ông ta rồi." Lục Tường run rẩy đứng một bên nói, "Anh Tôn, chuyện này do chú tôi sai. Nếu anh có yêu cầu gì chúng tôi nhất định sẽ đồng ý." Lục Tường hiểu rõ rằng, chuyện đã đến nước này rồi thì xin lỗi thôi không đủ, vẫn phải chứng tỏ thành ý. Dù Tôn Hàn có yêu cầu quá đáng đến đâu thì họ cũng chỉ có thể đồng ý. Nếu không có thể làm thế nào được nữa. Ngày hôm đó, Lục Tường thấy Tôn Hàn và ông Long không đối đầu ông Long niệm tình Tôn Hàn là cháu mình nên đã nể mặt. Nhưng cho dù ông Long không giúp Tôn Hàn, nhưng Tôn Hàn đã là cháu của ông Long thì sao anh có thể là một nhân vật đơn giản được? Không nói đâu xa, chỉ riêng việc Tôn Hàn có thể khiến bốn thống đốc của bốn ngân hàng lớn tại thành phố Giang Châu đồng thời từ chối công ty của đường Minh Phong cũng đã đủ chứng minh anh có mối quan hệ và sức mạnh đáng sợ tới nỗi hắn ta không thể nào chọc vào được. Có những chuyện không thể tái phạm được, chú cháu các người không phải hạng tốt lành gì, lần này cậu nghĩ rằng tôi sẽ bỏ qua cho các người sao tôi anh tôn xin hãy cho tôi một cơ hội sắc mặt lục tường vô cùng khó coi tôn hàn kiên định lắc đầu tôi cho các người một ngày hãy chủ động đến đồn cảnh sát tự thú và nhận tội các người đã phạm phải như thế sẽ không liên lụy đến người nhà các người nếu không thì nhà họ lục các người hãy chuẩn bị đi ăn xin đầu đường đi sau khi rời khỏi quán trà trần hương cảm giác hoảng hốt như đã qua cả một đời khi đi trên đường Cô ta nhìn Tôn Hàn bằng ánh mắt không thể tin được, "Tổng giám đốc Tôn, tôi không ngờ anh lại có chống lưng lớn đến vậy đấy." Tôn Hàn không nghĩ như vậy, quan hệ giữa tôi và Tô Vấn Long không thân thiết lắm, lần này chỉ coi như cáo mượn oai hùm để tránh phiền phức thôi. Cho dù như vậy thì Trần Hương vẫn kính nể vô cùng. Hơn nữa Trần Hương cũng không ngốc, tổng giám đốc Tôn dám gọi thẳng tên ông Long thì chắc chắn anh có thế lực to lớn khiến mọi người phải kinh sợ. Vậy mà Vương Bách xuyên còn muốn đối phó với anh? đúng là không biết thì không thấy sợ trần hương không định nói cho vương bách xuyên biết chuyện này cô ta không dám tiết lộ thân phận của tôn hàn cho dù thế nào thì tôi vẫn phải cảm ơn tổng giám đốc tôn tôn hàn không trả lời anh nhìn thời gian trên đồng hồ rồi nói giờ không sao rồi chỉ cần lục hữu đạo và lục tường không coi thường lời tôi nói thì họ sẽ biết rằng đến đồn cảnh sát tự thú chính là sự lựa chọn tốt nhất hiếm lắm mới có một ngày thứ bảy thành thơi cô về nghỉ ngơi đi Trần Hương đột nhiên nhớ đến cuộc gọi tối qua, sắc mặt cô ta trắng bệch. Trong đầu cô ta chợt lóe lên một suy nghĩ, nếu cô ta nhờ Tổng Giám Đốc Tôn giúp cô ta giải quyết phiền phức đó thì có lẽ sẽ rất dễ dàng. Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện thì đã bị cô ta loại bỏ. Trần Hương không muốn Tổng Giám Đốc Tôn biết về quá khứ của cô ta. Nhưng mà, Tổng Giám Đốc Tôn, tôi, tôi gặp phải chút chuyện, anh có thể giúp đỡ một chút, có thể trả trước tiền thưởng của năm nay cho tôi không? Cuối cùng, Trần Hương vẫn thốt ra đầy khó khăn, cô ta cũng chỉ thử thôi chứ không dám chắc sẽ được. Chi nhánh công ty thời trang xâm uy ở thành phố Giang Châu năm nay có lợi nhuận khá tốt, thưởng cuối năm của một trợ lý như cô ta chắc khoảng 100.000 tệ. Nhưng vẫn còn một quý nữa mới đến cuối năm, không biết chỉ tiêu thành tích của công ty trong quý mùa đông này sẽ như thế nào. Theo quy định, lúc này vẫn chưa thể phát thưởng cuối năm. Trần Hương đã chuẩn bị sẵn tâm lý để bị từ chối. Có chuyện gì, Tôn Hàn dừng lại, quan tâm hỏi cô ta không không có chuyện gì lớn chỉ là mẹ tôi bà ấy bị bệnh thế nên cần tiền làm phẫu thuật trần hương thấp thỏm nói dối tôn hàn không nghĩ nhiều anh trầm ngâm một lát rồi nói cô cần bao nhiêu một trăm nghìn tệ à không năm mươi nghìn tệ là được rốt cuộc là bao nhiêu một trăm nghìn tệ tôn hàn nói công ty không có tiền lệ phát trước thường cuối năm tôi cũng không thể phá vỡ quy định này thế này nhé Cô gửi số tài khoản cho tôi, tôi cho cô mượn 100.000 tệ. Khi nào cô được phát thưởng cuối năm thì trả tôi là được." Trần Hương sững ra một lát, cô ta đã nghĩ ra đủ loại khả năng, nhưng chưa từng nghĩ rằng tổng giám đốc Tôn sẽ cho cô ta mượn. Nhưng bây giờ đúng là cô ta rất cần số tiền này. "Cảm ơn tổng giám đốc Tôn." "Không sao, cứ như vậy đi." Sau khi tạm biệt không lâu, điện thoại Trần Hương có tin nhắn gửi đến báo cô ta đã nhận được 105.000 tệ tiền chuyển khoản. Năm nghìn tệ thêm vào này, Tôn Hàn viết trong tin nhắn nói rằng đây là tiền anh đưa cho mẹ cô ta mua chút thực phẩm dinh dưỡng. Trần Hương cảm thấy ấm lòng vô cùng, nhưng cô ta lại cảm thấy có lỗi với Tổng Giám Đốc Tôn, cô ta đã lừa dối anh. Nhưng cô ta thực sự rất cần khoản tiền này. Đến buổi tối, Trần Hương hẹn người đó ở nhà hàng bên bờ sông. Người đó là một thanh niên đầu đinh khoảng 30 tuổi, ăn mặc rất lôi thôi, toàn thân nhìn nhếch nhác luộm thuộm. Trần Hương, mấy năm nay cô sống tốt đấy nhỉ, ăn ở nhà hàng cao cấp, mặc quần áo đẹp, suýt nữa tôi không nhận ra cô đấy. Người đàn ông tên Đậu Quân ngồi xuống, gã nhìn không gian xung quanh, điệu bộ lấm la lấm lét. Những khách khác trong nhà hàng đều nhìn gã như nhìn một kẻ lạc loài. Dù sao thì Đậu Quân ăn mặc trông chẳng khác gì công nhân. Đậu Quân, đây là 500.000 tệ mà anh cần, tôi đã gửi mật mã thẻ vào điện thoại của anh rồi. Anh cầm tiền đi, sau này đừng đến tìm tôi nữa. Trần Hương đã để tất cả tiền trong tấm thẻ này, cô ta lấy nó từ trong túi sách ra rồi để nó trước mặt đậu quân. Đậu quân hào hứng nghịch chiếc thẻ ngân hàng, chật chật, tấm tắc không ngừng, 500.000 tệ mà lấy ra được ngay thế này, có thể thấy mấy năm nay cô kiếm được rất nhiều tiền. Trần Hương, giờ cô đã từ con gà đất biến thành phượng hoàng rồi. Nhưng mà, sắc mặt đậu quân lạnh đi, năm đó cô đâu có nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận và ghét bỏ như thế này. Trần Hương, Cô thấy tôi là kẻ đã từng ngồi tù nên không xứng với cô sao?" Trần Hương chắp hai tay trước ngực, cô ta rất mất kiên nhẫn, "Đậu Quân, rốt cuộc anh muốn thế nào?" "Muốn thế nào sao?" Đậu Quân cười châm chọc, "Tôi vì cô mà ngồi tù đấy, tôi cũng yêu cô mà." "Cô hãy nhìn xem, tôi giờ đã hơn 30 tuổi rồi, đã đến lúc kết hôn sinh con rồi." "Trần Hương, cô chưa quên lời cô nói lúc trước chứ? Cô nói đợi tôi ra tù rồi cô sẽ lấy tôi." Đã đến lúc cô thực hiện lời hứa của mình rồi. Trần Hương liền hoảng hốt, năm đó quả thực cô ta đã nói thế, nhưng thực ra cô ta không muốn như vậy. Hơn nữa cô ta hoàn toàn không yêu Đậu Quân. "Đậu Quân, chúng ta đừng như vậy. Tôi đưa anh 500.000 tệ để bù đắp mấy năm nay anh ngồi tù. Có 500.000 tệ này, anh hãy về quê lấy vợ, sau đó làm ăn buôn bán, như thế không phải rất tốt sao?" Đậu Quân không muốn nghe những điều này, giọng gã lạnh đi, ánh mắt vô cùng đáng sợ gã gần từng chữ một cô, muốn, nuốt, lời chấm SAO. Trần Hương sợ hãi né tranh ánh mắt gã, nhưng vẫn cắn răng nói, đúng. Đậu quân giận quá liền bật cười, cô coi thường tôi à? Mấy năm trước tại sao cô không nói? Trần Hương, cô có thừa nhận mấy năm mục tù này của tôi là vì cô không? Trần Hương cố gắng phản bác, đó là do anh muốn đánh ông ta, không phải là do tôi ép anh. Hơn nữa đậu quân à, tôi đã chuẩn bị 500.000 tệ cho anh rồi, anh còn muốn thế nào nữa? 500.000 tệ đấy, cả đời này anh đã từng được thấy 500.000 tệ chưa? Tôi đã nói rồi mà, cô là sinh viên xuất sắc của trường đại học danh tiếng, làm sao có thể thích một tên du côn như tôi rồi trở thành bạn gái tôi được. Giờ tôi cuối cùng cũng hiểu rồi, lúc đó cô đã lợi dụng tôi, lợi dụng việc tôi thích cô, sau đó khiêu khích tôi đi đối phó với bố nuôi của cô, khiến ông ta không dám nhòm ngó cô nữa. Trần Hương, cô mưu mô thật đấy quá khứ giờ bẩn bị chọc thùng, sắc mặt Trần Hương liền trắng bệch như tờ giấy. Nhưng dù cô ta không muốn nhớ lại đến thế nào thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Trần Hương nhìn đậu quân, chỉ có 500.000 tệ này thôi, anh lấy thì lấy, không lấy thì chẳng có một cách nào đâu. 500.000 tệ đã muốn đổi tôi đi, cô nghĩ hay quá nhỉ. Vậy anh muốn bao nhiêu, thêm 500.000 tệ nữa cho tròn một triệu tệ đi. Từng đó tiền đổi lấy một tương lai tươi sáng, cô không lỗ đâu một triệu tệ sao, tôi đào đâu ra chứ? Đậu quân, anh nghĩ tôi là ngân hàng à? Tôi qua đã nói là 500.000 tệ rồi, Trần Hương liền gào lên. Cô ta mới vào công ty thời trang Sâm uy chưa được 2 năm, 500.000 tệ đã là cực hạn rồi, lấy đâu ra một triệu tệ chứ? Đậu quân không quan tâm đến những thứ này, tôi đổi ý rồi. Không được, tôi chỉ có 500.000 tệ thôi, anh lấy thì lấy, nhiều thêm một xu cũng không có đâu. Trần Hương không hề thỏa hiệp, được thôi, Vậy ngày mai tôi sẽ đến công ty cô đòi ông chủ của cô. Công ty thời trang sầm uy đúng không? Công ty lớn đấy nhỉ? Chắc sẽ có 500.000 tệ thôi. Nhưng đậu quân vẫn giữ nguyên dáng vẻ lưu manh. Anh dám, Trần Hương sợ hãi vô cùng. Cô ta khó khăn lắm mới có được một công việc thu nhập cao, tương lai rộng mở. Nếu đậu quân đến đó làm loạn thì tất cả coi như xong. Tôi đã trắng tay rồi thì có gì mà không dám. Trần Hương, nếu cô không muốn để đồng nghiệp trong công ty biết chuyện năm đó của cô thì hãy ngoan ngoãn chuẩn bị thêm 500.000 tệ cho tôi, biết chưa hả? Chấm, đậu quân sảng khoái cười to, hoàn toàn không lo lắng Trần Hương sẽ từ chối. Trần Hương tức tối nhìn đậu quân chầm chầm một lúc lâu, cuối cùng cô ta vẫn phải cúi đầu chấp nhận, có phải nếu tôi chuẩn bị cho anh thêm 500.000 tệ là anh sẽ tha cho tôi, hoàn toàn tha cho tôi không? Chấm than, tôi không tham đâu, cô đưa cho tôi thêm 500.000 tệ nữa là được. Được, cho tôi chút thời gian. Ngày hôm sau, Tôn Hàn đưa Liễu Y Y đến dưới tầng công ty, nhưng anh không hề có ý định xuống xe. Liễu Y Y đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hôm nay là ngày anh giải quyết với vợ anh à. Vào ngày hôm tổ chức buổi họp báo của công ty bất động sản Phong Quyên, Tôn Hàn đã từng nói chuyện này. Đó chính là hôm nay. Tôn Hàn châm một điếu thuốc, "Ừ, hôm nay anh không đến công ty. Anh có tin tức về công ty quốc tế Phong Hỏa." khoảng hai ngày nữa người của họ sẽ đến thành phố Giang Châu, em hãy chuẩn bị kỹ càng. Được, tạm biệt Liễu Y Y, Tôn Hàn liền quay về biệt thự nhỏ. Cảnh vẫn đó mà người đã không còn như xưa, cửa căn biệt thự nhỏ đang mở, Tôn Hàn giáo bước đi vào. Lúc này Lâm Mỹ Quyên, Lâm Hữu Đường Minh Phong và Lâm Hạo đều đang ở đây. Các người đến đông đủ thật đấy, châm chọc một câu, Tôn Hàn ngồi xuống sofa, anh để tay lên tay vịn bọc ra nhẹ nhàng cử động. Những thứ ở đây đều là do ngày xưa anh phấn đấu mà có, giờ đây lại bị vợ và người khác chiếm lấy." Lâm Mỹ Quyên và Đường Minh Phong nhìn nhau, cũng đi tới ngồi xuống. Họ ngồi sát nhau, cứ như chỉ sợ người khác không biết mối quan hệ của họ vậy. Đơn ly hôn ở đây, anh chỉ cần ký là Minh Phong sẽ đưa anh 10 triệu tệ, Lâm Mỹ Quyên để đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn lên bàn trà. Dù là Lâm Hữu hay Lâm Hạo lúc này đều không làm ôn. Đã đến nước này rồi, họ đều đã hiểu tôn hàn của bây giờ đã khác ngày xưa nếu biết những điều này ngày xưa lâm mỹ quyên đã không ở bên đường minh phong đường minh phong còn chưa biết có thể trở thành người thừa kế của nhà họ đường hay không nhưng tôn hàn lại tự dưng trở thành cháu của ông long chỉ với quan hệ này thôi đã đủ khiến một người làm quan cả họ được nhờ nhưng chuyện đã đến nước này rồi không thể cứu vãn được cô biết là tôi không cần những thứ này mà tôn hàn không xem nội dung đơn ly hôn anh cũng biết Lâm Mỹ Quyên vẫn muốn chiếm căn biệt thự nhỏ này và công ty của anh. Lâm Mỹ Quyên cũng biết việc này sẽ không thuận lợi như vậy, cô ta liền dẫn dắt từng bước, "Tôn Hàn, tôi không biết tại sao anh lại thành cháu của ông Long, nhưng thực ra công ty bất động sản Phong Quyên đã chẳng là cái gì đối với anh nữa rồi. Tại sao anh phải làm khó chúng tôi chứ? Chỉ cần anh giúp chúng tôi đưa công ty bất động sản Phong Quyên lên sàn chứng khoán, Minh Phong có thể trở thành người thừa kế của nhà họ Đường ở Ma Đô." đến lúc đó tôi và Minh Phong nhất định sẽ báo đáp anh. Đôi bên đều có lợi, anh thấy đúng không? Đường Minh Phong cũng nói, Tôn Hàn, anh yên tâm đi. Chỉ cần tôi trở thành người thừa kế của nhà họ đường thì nhất định tôi sẽ vô cùng biết ơn anh, sau này việc của anh cũng là việc của tôi. Sau này nếu anh muốn tới Ma Đô phát triển, chỉ cần có tôi ở đó là mọi chuyện đều sẽ thuận lợi. Dù đường Minh Phong rất hận Tôn Hàn nhưng trước mắt chú ba đường quân ngạo của anh ta bật vô âm tín, thế nên chỉ có thể giả vờ như thế này. Lâm Hiểu và Lâm Hạo cũng phụ họa, nói rằng quá khứ đã là quá khứ rồi, chúng ta phải nhìn về phía trước, vân vân và mây mây. Tôn Hàn xoa tai, bật cười chào phúng, các người không định trả tôi căn biệt thự này và công ty của tôi sao? Biệt thự thì có thể trả cho anh, còn công ty thì không được, Lâm Mỹ Quyên rất quả quyết. Trước tiên không nói đến việc công ty bất động sản phong quyên đã thay ra đổi thịt nên cô ta không nỡ đưa Tôn Hàn, chỉ riêng việc công ty bất động sản phong quyên có liên quan đến việc đường minh phong có thể trở thành người thừa kế của nhà họ đường hay không là cô ta đã không thể nào trả công ty lại cho tôn hàn được chuyện này hiển nhiên là không thể nào chuyện vương bình bắt cóc y y vẫn chưa xong đâu các người thực sự không sợ tôi tống các người vào tù sao tôn hàn biết là không thể nào khiến lâm mỹ quyên thỏa hiệp dễ dàng như vậy anh liền cố ý uy hiếp thoáng cái sắc mặt ai nấy đều trở nên khó coi chuyện đó liên quan đến việc ngồi tù đấy. Nhưng sau khi trầm mặc một lúc, Lâm Mỹ Quyên đột nhiên nói, chuyện đó là do một mình Lâm Hạo làm, không liên quan đến tôi. Cho dù phải ngồi tù thì người ngồi tù cũng là Lâm Hạo, anh không uy hiếp được chúng tôi đâu. Xoạt xoạt, sắc mặt Lâm Hạo thay đổi, hắn ta nói lớn chị, chị không thể làm thế được, thế thì em phải ngồi tù đấy. Nhưng sắc mặt Lâm Hữu cũng thay đổi, ông ta thấp giọng nói, Lâm Hảo, không phải ngồi tù lâu đâu, con cố chịu vậy lâm hảo hốt hoảng nhìn lướt qua mấy người họ thấy sắc mặt ai cũng bình tĩnh thì biết ngay là có chuyện gì thì ra bọn họ đã bàn bạc kỹ để hắn ta một mình nhận tội rồi nhưng họ chưa hề bàn bạc với hắn ta tôi không đồng ý tôi không muốn ngồi tù lâm hảo đỏ bừng mặt gào lên chuyện đó mọi người đều làm tại sao chỉ mỗi mình hắn ta phải nhận tội vì sao chỉ mỗi mình hắn ta phải ngồi tù hắn ta không đồng ý nhưng lâm mỹ quyên lại lạnh nhạt nhìn lâm hảo cứ như người trước mặt không phải em trai cô ta. Lâm Hảo, em phải nghĩ cho kỹ. Em ngồi tù mấy năm, ra rồi chị sẽ cho em tiền mua xe mua nhà. Nhưng nếu chị đi thì em sẽ chẳng có gì cả. Mà em cũng sẽ phải vào tù thôi. Chỉ một đoạn đối thoại như vậy đã khiến Lâm Hạo cứng họng. Chuyện bắt cóc liễu y y là do hắn ta một tay sắp xếp phương Bình làm. Một khi bị bại lộ, chắc chắn hắn ta không thoát nổi. Nhưng nếu Lâm Mỹ Quyên cũng xảy ra chuyện thì tất cả coi như xong lâm hữu không nói gì ông ta đã ngầm thừa nhận chuyện này một mình lâm hạo ngồi tù sẽ đỡ hơn kéo tất cả mọi người vào cảnh này đúng là quen thật đấy giống hệt như lúc năm đó các người ép tôi lâm mỹ quyên cô đúng là mất hết nhân tính tôn hàn nhìn màn biểu diễn của gia đình này anh thốt lên đầy châm chọc dù sao thì anh không lấy chuyện này ra uy hiếp tôi được đâu nếu anh không đồng ý thì đừng ly hôn nữa cứ kéo dài đi lâm mỹ quyên giờ khăng khăng theo ý mình dù có phải trả cái giá lớn hơn nữa cô ta cũng không chịu nhà công ty bất động sản phong quyên ra. Tôn Hàn, nếu anh vẫn chưa hài lòng thì tôi sẽ viết giấy nợ 50 triệu tệ cho anh. Chỉ cần anh đồng ý, đợi khi nào tôi trở thành người thừa kế của nhà họ đường rồi tôi sẽ đưa anh 50 triệu tệ. Số tiền này đã vượt xa giá trị của công ty anh vào thời kỳ hưng thịnh nhất. Tôn Hàn thở một hơi dài, anh không biết nên hình dung gia đình này như thế nào nữa rồi. Anh không đề cập đến chuyện của công ty nữa mà nhìn Lâm Hữu. Anh gần từng chữ một, năm đó Liễu Y Y đã sinh một đứa bé gái cho tôi, có phải lúc ở bệnh viện ông đã trộm nó đi không? Xoạt, Lâm Hữu cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng, ông ta vô cùng hoảng loạn. Năm đó ông ta làm rất kín đáo, thậm chí cảnh sát còn không điều tra ra, sao Tôn Hàn lại biết được? Thấy thế, Tôn Hàn cơ bản đã chắc chắn, đúng vậy, chính là bố tôi làm, đột nhiên Lâm Mỹ Quyên lớn tiếng thừa nhận. Lâm Mỹ Quyên, con điên rồi à?" Lâm Hữu vội vàng nhìn Lâm Mỹ Quyên, tại sao lại đột nhiên thừa nhận chứ? Bắt cóc trẻ con là tội nặng đấy." Lâm Mỹ Quyên làm như không nhìn thấy mà nhìn chằm chằm Tôn Hàn, "Là tôi bảo bố tôi làm đấy, anh hãy thử nghĩ xem vì sao đi. Tôi nói cho anh biết nhé, tôi làm thế là để độc chiếm tài sản anh để lại. Anh có thể báo cảnh sát bắt tôi, nhưng cả đời này anh đừng hòng biết được tung tích của con gái anh." Lâm Hữu kinh ngạc, sau đó liền bình tĩnh lại ông ta đã hiểu ý đồ của Lâm Mỹ Quyên rồi. Tôn Hàn lạnh lùng hỏi, con bé đang ở đâu? Lâm Mỹ Quyên nói, đang gửi nuôi ở một gia đình nhà nông. Tôi hỏi cô, con gái tôi giờ đang ở đâu? Đột nhiên Tôn Hàn nổi đầy gân xanh trên đầu, anh điên cuồng gào lên. Tất cả mọi người đều sợ tới nỗi sững người ra, vì họ chưa từng thấy Tôn Hàn dữ tợn như vậy, cứ như trực chờ bùng nổ đến nơi. Lâm Mỹ Quyên cũng sợ hãi trước ánh mắt đáng sợ của Tôn Hàn, nhưng cô ta chỉ có thể cố gắng chống đỡ tôn hàn anh dọa tôi cũng vô ích nếu anh không đồng ý điều kiện của tôi thì tôi tôi sẽ không để anh biết tung tích con gái của anh và liễu y y đâu cô có tin tôi sẽ giết các người không ánh mắt tôn hàn vô cùng tàn bạo anh nhìn chằm chằm lâm mỹ quyên lâm mỹ quyên nuốt nước bọt ánh mắt này đáng sợ tới nỗi như có thể hủy diệt cô ta ngay lập tức nhưng vào lúc này thỏa hiệp đồng nghĩa với thua cuộc cô ta không thể thua nếu anh muốn lấy lại công ty bất động sản Phong Quyên nghĩa là hủy diệt tôi, thế chẳng khác nào giết tôi cả. Tôn Hàn, tôi đã đi đến tận bây giờ, tôi chẳng còn sợ gì nữa. Cho dù anh giết tôi thì tôi cũng không nói tung tích con gái anh cho anh biết đâu. Phải rồi, chắc anh không biết tập tục dưới quê đâu nhỉ. Thường thì bé gái đến khoảng 10 tuổi sẽ được đính hôn, chưa đến 20 tuổi là đã sinh con rồi. Nếu đợi đến lúc đó anh mới tìm được con gái thì anh đã trở thành ông trẻ rồi đấy. Lâm Mỹ Quyên biết rằng mình đang đi trên bờ vực của sự nguy hiểm, nhưng cô ta vẫn phải kích thích Tôn Hàn. Cô ta cực rằng Tôn Hàn không dám làm gì cô ta. Quả nhiên, tâm trạng Tôn Hàn dần ổn định lại, anh nói, nói đi, cô muốn thế nào? Cuối cùng anh vẫn thỏa hiệp, phù, Lâm Mỹ Quyên nặng nề thở ra một hơi dài, cô ta nhìn đường Minh Phong đang sướng sờ rồi nói, anh giúp tôi và Minh Phong đưa công ty bất động sản Phong Quyên lên sàn chứng khoán thì tôi sẽ trả lại con gái cho anh. Được, tôi sẽ sắp xếp các doanh nghiệp lớn ở thành phố giang châu củng cố thế lực cho công ty bất động sản phong quyên sẽ đưa công ty lên sàn chứng khoán trong thời gian nhanh nhất tôn hàn đồng ý anh gượng một lát rồi nói tiếp tạm gác chuyện chia tài sản sang một bên chúng ta soạn một bản đơn ly hôn khác để ly hôn đi anh thực sự rất mệt mỏi không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân vô nghĩa này nữa cũng được hai tiếng sau mỗi người cầm một bản đơn ly hôn tôn hàn rời đi đường minh phong bật cười mỹ quyên em giỏi thật đấy đường minh phong không muốn quan tâm đến những việc như bắt cóc bé gái anh ta chỉ biết rằng chỉ cần tôn hàn không làm khó mà chịu giúp đỡ họ thì việc công ty bất động sản phong quyên lên sàn chứng khoán chẳng mất bao lâu nữa lâm mỹ quyên lại cảm thấy trống giống như đã mất đi thứ gì đó quý giá cô ta không có hứng thú làm gì hết cô ta lạnh nhạt nhìn đường minh phong nếu như anh phụ lòng em thì cả đời này em sẽ bám lấy anh không buông lâm mỹ quyên nói câu này rất nghiêm túc cô ta đã dồn tất cả mọi thứ cô ta có vào đường minh phong cô ta không được phép thua biệt thự thương sơn tôn hàn tùy tiện vứt đơn ly hôn lên bàn trà anh nằm dài ra ghế sofa không bao lâu sau từ khang nhiên đi vào ông ta liếc thấy đơn ly hôn liền vui mừng hỏi cậu chủ cậu ly hôn rồi sao ừ tôn hàn mệt mỏi gật đầu cậu chủ hình như cậu không được vui lắm từ khang nhiên khó hiểu tôn hàn xoa mặt tôi đã đồng ý sẽ giúp đưa công ty bất động sản phong quyên lên sàn chứng khoán ông đi sắp xếp đi từ khang niên không thể nào tin được cậu chủ tại sao cậu lại đồng ý con gái của tôi và y y đúng là bị lâm hữu trộm đi ông nói xem tôi phải làm thế nào chứ tôn hàn kể lại đầu đuôi câu chuyện cho từ khang niên nghe từ khang niên đã hiểu ông ta liền thấy vui vẻ dù sao cũng đã có manh mối rồi nhưng ông ta vẫn hỏi với giọng hoài nghi cậu chủ cậu có nghĩ rằng liệu Lâm Mỹ Quyên có lừa chúng ta không? Tôn Hàn do dự một lát rồi nói, ý ông là, đồng đồng có thể là con gái của tôi và y y. Từ Khang Niên gật đầu, tuy rằng khả năng rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không thể. Tôn Hàn cũng đã từng nghĩ đến khả năng này, nhưng anh cảm thấy khả năng cao là không phải. Nếu đồng đồng là con gái của anh và y y thì đứa con gái mà Lâm Mỹ Quyên đã sinh cho anh đâu. Hơn nữa đồng đồng 6 tuổi, hạ hạ chỉ mới 5 tuổi rưỡi, tranh nhau nửa tuổi. Chẳng lẽ tuổi của Đồng Đồng là giả? Quả thực rất phức tạp, tôi sẽ tìm cơ hội lấy DNA của Yy để làm giám định người thân. Nếu có khả năng này thì Tôn Hàn cũng phải thử một lần. Từ Khang Nghiên gật đầu, dù thế nào thì làm giám định chắc chắn sẽ không thừa. Hồi lâu sau, ánh mắt của Tôn Hàn càng lúc càng lạnh lẽo đến kinh người. Ông giúp tôi sắp xếp một số chuyện, chỉ cần xác định được tung tích của Hà Hà thì bắt đầu làm những chuyện này. Lâm Mỹ Quyên và Lâm Hữu dám bắt cóc con gái tôi thì hãy chờ mà nhận lấy sự báo thù của tôi đi. Lần này tôi sẽ không nhân nhượng nữa đâu, tôi muốn chúng mãi mãi không ngóc đầu lên được. Ngày hôm sau, Tôn Hàn đến công ty như thường lệ. Vào lúc 10 giờ sáng, Trần Hương ôm một chồng văn kiện đi tới văn phòng của anh. Tôn Hàn nhìn sắc mặt Trần Hương trông không ổn lắm, anh liền thấy kỳ lạ, đã xảy ra chuyện gì thế, sao sắc mặt cô kém vậy? Không có gì, chỉ là hai ngày nay không ngủ ngon cảm ơn tổng giám đốc tôn đã quan tâm tổng giám đốc tôn đây là hợp đồng ký tiếp của phần lớn các công ty trong mùa đông năm nay anh phải ký tên thì đối phương mới có thể cấp kinh phí đặt hàng lúc trần hương để hợp đồng xuống ngón tay cô ta khẽ run rẩy nhưng tôn hàn không nhìn sang chỗ đó nên không chú ý tôn hàn nở nụ cười chắp tay lại và nói cô xem hợp đồng hết rồi đúng không không có vấn đề gì chứ tôi đều đã xem rồi không không có vấn đề được đưa bút cho tôi. Tôn Hàn cũng không chú ý lắm, anh lấy bảy tám hợp đồng đó tới, chỉ liếc sơ qua rồi ký tên mình lên, sau đó lại đưa hợp đồng cho Trần Hương. Trần Hương như chút được gánh nặng, cô ta cầm lấy hợp đồng đi ra ngoài. Sau khi cửa văn phòng đóng lại, Tôn Hàn thấy hơi hoài nghi, anh cứ cảm thấy Trần Hương có gì đó là lạ. Nhưng khi nghĩ đến mẹ Trần Hương đang bệnh nặng thì cũng không nghĩ nhiều nữa, anh nghĩ có lẽ cô ta như vậy là do chuyện của mẹ. Thực ra Tôn Hàn từng định hỏi xem mẹ Trần Hương mắc bệnh gì, anh có thể xem giúp. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lại thôi, nhánh trung y mà anh học tuy thần kỳ, nhưng dễ học mà khó thành tài, cần phải có thiên phú cực tốt mới được. Nói thẳng ra là, lúc ở nhà tù phía Nam anh được ông cụ Mạc coi trọng và truyền dạy y thuật đều là do anh có thiên phú hơn người. Dễ học mà khó thành tài nghĩa là nhánh trung y mà anh học rất khó phổ biến rộng rãi. Ông cụ Mạc từng nói rằng loại y thuật này có thể truyền thừa được mấy trăm năm quả thật không dễ dàng gì vào thời kỳ hưng thịnh nhất truyền nhân thích hợp để học nó cũng chỉ có ba người nhưng người có bản lĩnh thực sự thì chỉ có một người duy nhất tới thời cận đại thì đã mấy đời đơn truyền rồi nếu ông cụ mạc mà không tìm được một nhân tài như tôn hàn thì e là nhánh trung y này sẽ phải thất truyền đây cũng là một vấn đề sâu xa hơn đó là nhánh y thuật này của họ khó mà tiếp tục truyền thừa dạng dỡ nhưng nhánh trung y này lại có một yêu cầu phải là bệnh hiểm nghèo thì mới chữa. thực ra tôn hàn cũng hiểu được đạo lý của yêu cầu này, họ không thể nào cứu chữa được cho hàng trăm hàng nghìn người, cũng chỉ có thể cứu được những người họ gặp mà thôi. kỹ thuật tuy thần kỳ nhưng lại rất dễ gặp phải phiền toái. ông cụ mà cũng chính là một người thầy của tôn hàn, ông ấy vào tù vì không cứu sống được một nhân vật lớn, thế nên gặp phải tai họa. sông có khúc người có lúc người thầy thuốc có thể trị bách bệnh không hề tồn tại dù tôn hàn có y thuật cao siêu cũng không dám nói rằng bệnh gì cũng có thể chữa được nhưng nếu bệnh của mẹ trần hương chỉ là bệnh bình thường mà bệnh viện có thể chữa khỏi thì anh không cần phải rước lấy phiền phức làm gì nhưng tôn hàn hoàn toàn không ngờ được bệnh của mẹ trần hương thực ra đều là do cô ta bịa ra sau khi trần hương rời khỏi văn phòng cô ta mới thở dài một hơi chẳng mấy chốc cô ta đã quay về phòng làm việc của mình cô ta lén lút nhắn tin cho một vài người nội dung giống hệt nhau đơn giá trên hợp đồng đã được giảm đi ít nhiều, nhớ phải gửi tiền cho tôi. Làm xong những việc này, Trần Hương đột nhiên nhìn về phía văn phòng của Tôn Hàn, cô ta ấy nấy nói, Tổng Giám Đốc Tôn, xin lỗi, tôi cũng hết cách rồi. Đậu quân muốn cô ta đưa thêm 500.000 tệ nữa, Trần Hương hoàn toàn không đào đâu ra được số tiền này. Cách duy nhất chính là ra tay từ chỗ Tôn Hàn vừa mới nhậm chức vẫn chưa rõ giá cả của các bên hợp tác, từ đó kiếm thêm 500.000 tệ. Đơn giá giảm đi sẽ không rõ ràng lắm, chỉ cần cô ta xử lý tốt thì sẽ không có vấn đề gì. Quả nhiên là Tôn Hàn không phát hiện, 3 giờ chiều, Tôn Hàn hoàn toàn không biết hợp đồng có vấn đề, anh lái xe đưa Liễu Y Y rời khỏi công ty đến nhà trẻ để đón Đồng Đồng. Trên đường, Liễu Y Y lướt xem tin tức trên điện thoại, đôi mắt cô trợn to, Tôn Hàn, có chuyện gì vậy? Không chỉ bốn ngân hàng lớn dốc toàn lực ủng hộ kế hoạch xây dựng công trình bên sông của công ty bất động sản Phong Quyên, kể cả những công ty có quan hệ với anh như công ty bất động sản Thịnh Hạ cũng đứng ra ủng hộ công ty bất động sản Phong Quyên. Nếu cứ như thế này, Đường Minh Phong muốn đưa công ty bất động sản Phong Quyên lên sàn chứng khoán E là chỉ mất một tháng thôi. Tuy liệu y y không hiểu về ngành bất động sản nhưng cũng không ngốc. Đường Minh Phong đã có thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ cần củng cố được sức mạnh và tiền vốn là có thể dễ dàng đưa công ty lên sàn chứng khoán. Nhưng điều khiến Liệu Y Y không hiểu là rõ ràng tôn hàn đã khiến bốn ngân hàng lớn từ chối hợp tác với đường minh phong rồi thế mà bây giờ đừng nói là bốn ngân hàng lớn ngay cả công ty bất động sản thịnh hà cũng đứng ra ủng hộ đường minh phong chẳng lẽ là nhà họ đường đang sử dụng thế lực để chèn ép tôn hàn là anh bảo họ làm như vậy đột nhiên tôn hàn đang lái xe thốt lên liễu oai oai không thể tin nổi anh bảo thế sao anh không điên chứ đường minh phong và vợ anh làm như thế với anh muốn độc chiếm tài sản của anh mà anh còn giúp họ à. Anh không điên, chuyện này anh có tính toán của riêng mình. Nhưng có chuyện này anh có thể nói cho em biết. Lúc đợi đèn đỏ, Tôn Hàn nghiêng mặt qua, nói anh ly hôn rồi. Liễu Y Y trầm lặng, "Lúc nào vậy?" "Hôm qua." "À, vậy sao?" Liễu Y Y đột nhiên nói, "Chúc mừng nhé." Sắc mặt Tôn Hàn hơi mất tự nhiên, ly hôn thì có gì hay mà chúc mừng chứ? Nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như cũng rất đáng để chúc mừng đèn xanh sáng lên, Tôn Hàn vừa lái xe vừa nói, phải rồi, người của công ty quốc tế phong hỏa đã đến rồi, em biết tin chưa? Liệu y y gật đầu, buổi trưa tôi đã xem tin tức trên mạng rồi. Sáng mai người của công ty quốc tế phong hỏa sẽ mời những người cùng ngành ở thành phố Giang Châu đi ăn bữa cơm, có lẽ là để bàn chuyện đối tác. Công ty quốc tế phong hỏa là công ty có những nhãn hàng trang phục nổi tiếng toàn cầu, lần này tiến quân vào thành phố Giang Châu có lẽ là để thăm dò thị trường. Dù là ai muốn hợp tác với bên đó thì đều phải cạnh tranh rất kịch liệt. Tôn Hàn nhìn cô bằng ánh mắt khen ngợi, anh cảm thấy rất vui vẻ, em tiến bộ rất nhanh, phân tích vấn đề rõ ràng, nắm được trọng điểm, em đã có phong thái của bà hoàng giới thương nghiệp rồi đấy. Bà hoàng giới thương nghiệp? Liễu Y Y bật cười, anh nghĩ cái gì vậy? Tôi có thể làm đủ kiếm sống đã là tốt lắm rồi. Liễu Y Y không dám mơ tưởng đến năm chữ bà hoàng giới thương nghiệp này. Có nhớ đến lần đánh cược đó giữa chúng ta không? Tôn Hàn đột nhiên nói, "Liễu Y Y không hiểu gì cả, tất nhiên là nhớ. Anh đã nói chỉ cần tôi có thể trở thành quán quân tiêu thụ 3 tháng liên tiếp thì anh sẽ đồng ý mọi yêu cầu của tôi, kể cả có bảo anh vĩnh viễn rời khỏi thành phố Giang Châu đi chăng nữa." Liễu Y Y nhớ y nguyên giao ước này, nhưng khi nói ra sắc mặt cô vẫn hơi khó coi. Cô phát hiện, sự bài xích của cô đối với người đàn ông này đã biến mất sạch sẽ. Đây không phải chuyện tốt, ngày xưa Tôn Hàn đã hại cô vô cùng thê thảm. Tôn Hàn trầm ngâm chốc lát, chỉ cần em có thể ký kết hợp tác với công ty quốc tế phong hỏa, anh sẽ công nhận em là quán quân tiêu thụ hai tháng. Liễu Y Y liền sướng sờ, đáng lẽ ra cô phải rất vui mới đúng, nhưng cô không thể nào vui nổi. Sau khi đón đồng đồng, Tôn Hàn lái xe đưa Liễu Y Y và đồng đồng về biệt thự, nhưng anh lại không đi vào mà lại lái xe đến quán ba Hoàng Triều. Vào trong quán ba, sắc mặt anh rất nghiêm túc, cậu chủ, chu lão lục run rẩy đứng trước mặt Tôn Hàn. Tôn Hàn ngồi xuống sofa, lạnh lùng hỏi, "Nói đi, tình hình sức khỏe của người đó thế nào rồi?" Người đó chỉ Phó Văn Húc, chủ nhân đời trước của Thiên Cửu Môn, bây giờ vẫn đang ở nhà giam phía Nam. Năm đó Giang Lệ là anh tài mới nổi nắm giữ nửa giới xã hội đen cả nước, được xưng là ông hoàng thế giới ngầm, đối đầu trực tiếp với Thiên Cửu Môn phía Tây Nam. Lần đó Phó Văn Húc may mắn đẩy lùi được Giang Lệ, nhưng cũng gần như bị đánh cho tàn phế, sống thoi thóp qua ngày. Hai người đã định ra một giao ước 10 năm, trong vòng 10 năm, Giang Lệ không được bước chân vào vùng Tây Nam, nhưng chủ nhân của Thiên Cửu Môn cũng không được phép lộ mặt. Giang Lệ chỉ cần điều chỉnh lực lượng 2 năm là đã có thể tiếp tục đánh vào vùng Tây Nam, nhưng Tây Nam sẽ không có Phó Văn Húc thứ hai để đối phó với Giang Lệ. Phó Văn Húc không thể không đồng ý những yêu cầu vô lý này, sau đó trốn vào nhà giam phía Nam. Mùa xuân năm sau, khi cái giá lạnh của mùa đông biến mất cũng là lúc giao ước 10 năm kết thúc rất có khả năng lúc đó Giang Lệ sẽ lại kéo tới gây sự. Mà Phó Văn Húc thì không sống được đến sang năm. "Thưa cậu chủ, có tin tức từ bên nhà tù phía nam, tình trạng sức khỏe của ông phó ngày càng đi xuống, thuốc men đã không còn tác dụng. Có lẽ mùa đông vừa đến thì cũng là lúc ông phó về trời." Chu lão lục nói cực kỳ đau đớn. Phó Văn Húc chính là truyền kỳ một đời và cũng là tín ngưỡng của Thiên Cửu môn. Nhưng cuối cùng cũng đến lúc sinh mệnh kết thúc điều đó cũng có nghĩa ông ấy không sống được một tháng nữa giọng tôn hàn khản đặc trước khi rời khỏi nhà tù phía nam ngày nào tôn hàn cũng gặp phó văn húc nên hiểu rõ tình trạng sức khỏe của ông ấy như lòng bàn tay anh hiểu rõ ông ấy sắp đến lúc về trời ông cụ mạc không chữa khỏi được cho vết thương của ông ấy tôn hàn cũng không chữa được con người ai cũng phải chết sao có thể làm trái được ông trời cậu chủ cậu đi thăm ông phó đi cậu là truyền nhân của ông ấy Cậu mà đến thăm ông ấy chắc chắn sẽ rất mừng, Chu lão lục nói. Tôn Hàn bật cười lắc đầu, anh châm một điếu thuốc, từ từ nói, ông không biết đâu, có những lúc ông ấy rất tin vào phong thủy. Lúc tôi đi, ông ấy còn cảnh cáo tôi không bao giờ được bước chân vào nhà giam phía nam nữa. Ông ấy bảo làm thế để cầu điềm lành, để tốt cho tôi và cũng là để tốt cho Thiên Cửu môn. Hai, ông già đó đã sắp 50 tuổi rồi mà vẫn cố chấp như vậy. Nếu không như thế ông ấy mà chịu chuyển đến một nơi tốt thì những ngày tháng còn lại cũng ổn thỏa hơn. Nếu tôi tới đó thì chắc sẽ bị tức chết mất thôi. Phó Văn Húc là một người vừa kiêu ngạo vừa cố chấp. Kể từ khi nhốt mình trong nhà giam phía Nam, ông ấy không muốn đi ra khi vẫn còn sống. Cũng không có cách nào khác, Chu lão lục cũng đã hết cách, chỉ đành thở dài. Lúc này Tôn Hàn lại nói, vẫn phải gặp mặt ông ấy lần cuối cùng. Nắm bắt chặt chẽ tình hình bên nhà giam phía Nam, khi nào ông ấy chuẩn bị hấp hối thì tôi sẽ đi gặp ông ấy chu lão lục trợn to mắt ơ ờ, cậu chủ không phải nói rằng ông phó không cho cậu tới đó sao ông ấy nói cái gì thì tôi phải nghe cái đó à dù sao ông ấy cũng sắp chết rồi bị tôi làm cho tức chết cũng không sao chết không nhắm mắt cũng chẳng sao đâu tôn hàn không đồng tình chẳng lẽ vì tôi đi gặp ông ấy ở nhà giam phía nam là tôi sẽ thua bởi giang lệ sao không kỳ quái đến thế đâu Phó Văn Húc tin vào mấy thứ này nhưng Tôn Hàn không tin. Được rồi, ông đi trước đi, tôi muốn yên tĩnh một lát. Vâng, chẳng mấy chốc cả sảnh lớn rộng rãi của quán Ba Hoàng chiều giờ chỉ còn lại mình Tôn Hàn, thì thoảng anh lại châm một điếu thuốc. Phó Văn Húc không thể nào chống đỡ nổi qua mùa đông này. Điều này cũng có nghĩa ông ấy sắp đi rồi. Kể từ ngày ra khỏi tù Tôn Hàn đã biết rõ, lúc Phó Văn Húc chết cũng là lúc anh rời khỏi thành phố Giang Châu, chính bước trở thành chủ nhân của thiên cửu môn năm sau, anh sẽ đối đầu với Giang Lệ. Ông Hoàng thế giới ngầm thì thế nào, cần chiến đấu thì vẫn phải chiến đấu. Ai bảo anh đã trở thành truyền nhân của Phó Văn Húc chứ? Mà anh cũng phải tăng nhanh tốc độ việc bồi dưỡng liễu y y. Anh cũng cần phải sắp xếp cho cuộc sống sau này của đồng đồng. Đối mặt với Giang Lệ, một huyền thoại suốt 50 năm lừng lẫy khắp cả nước, Tôn Hàn cũng không nắm chắc phần thắng. Không thắng thì sẽ chết, buổi trưa ngày hôm sau. Tôn Hàn đi cùng Liễu Y Y đến nhà hàng Cành Hồng, đây cũng chính là nơi mà người của công ty quốc tế Phong Hỏa hẹn những bên cùng ngành. Lần này cũng không yêu cầu cao, mỗi người chỉ cần nói ra tên công ty và chức vụ của mình là có thể đi vào. Lúc hai người vào trong sảnh tiệc của nhà hàng thì bên trong đã có khá nhiều người, họ đang nói chuyện với nhau. Có khoảng 20 công ty thời trang lớn nhỏ ở thành phố Giang Châu, mà công ty nào cũng hy vọng có thể trở thành đối tác của công ty quốc tế Phong Hỏa mượn cơ hội này để khiến công ty bước lên tầm cao mới. Cạnh tranh rất khốc liệt, sau khi Liễu Y Y đi vào thì sắc mặt trông khá nặng nề. Tôn Hàn lấy hai ly rượu sâm panh trắng từ trên bàn tự phục vụ rồi đưa cho cô một ly, "Được rồi, hôm nay chỉ mới gặp mặt thôi mà. Công ty quốc tế Phong Hòa chỉ giới thiệu đơn giản yêu cầu của bên họ đối với đối tác, cũng đâu phải là quyết định kết quả luôn đâu, em lo gì chứ?" Liễu Y Y nhẹ nhàng ừ một tiếng, cô cũng biết Tôn Hàn nói đúng đoàn người của công ty quốc tế phong hỏa mới đến thành phố giang châu làm gì đã nhanh như vậy chứ ý y đột nhiên có một người đi qua nhiệt tình chào hỏi người đó nhìn thấy tôn hàn lại chẳng mấy thiện cảm không được vui cho lắm anh tôn cũng ở đây à thấy người đó tới sắc mặt liệu ý y cũng chẳng vui vẻ gì anh hoàng sao lại tới đây thế hình như công ty nhà anh không làm trong ngành thời trang đúng không người đi tới chính là hoàng thiếu tài hoàng thiếu tài là bạn anh anh đưa tới đấy em bảy à đúng là khéo thật đấy. Lúc này lại có một người mặc áo vest dày ra đi đến. Người đó là Liễu Chiết Nguyên. Liễu Y Y đứng thứ bảy trong đám con cháu, thế nên Liễu Chiết Nguyên gọi cô là em bảy. Xin chào, tôi là Liễu Chiết Nguyên. Tôn Kỳ, Tôn Hàn nói. Lúc tới nhà của Liễu Y Y, Tôn Hàn đều dùng cái tên Tôn Kỳ này. Diễn kịch thì phải diễn đến cùng, thấy Hoàng Thiếu Tài và người nhà họ Liễu thì tất nhiên phải dùng tên giả. Nhưng Liễu Chiết Nguyên không phải mới gặp Tôn Hàn lần đầu, anh ta liền nói thẳng tên Tôn Hàn, anh Tôn sao lại phải làm thế chứ? Tôn Hàn, tổng giám đốc của công ty thời trang Sâm huy đúng không? Tôi biết anh. Tôi không chỉ biết anh mà tôi còn từng ăn cơm với Lý Tông Đạo và Vương Bách Xuyên nữa. Tôi biết khá nhiều về công ty thời trang Sâm huy các anh đấy. Liệu y y thấy Liễu Chiết Nguyên không có ý tốt gì thì nói với Tôn Hàn, chúng ta sang bên cạnh nói chuyện đi. Được, thất lễ rồi. Thấy hai người cùng nhau rời đi, mắt hoàng thiếu tài như muốn bốc lửa, anh liễu, tên tôn kỳ này tại sao lại biến thành tôn hàn. Liễu triết nguyên nhìn gã ta bằng ánh mắt kỳ lạ, sao tôi biết được, nhưng anh ta đúng là tôn hàn. Anh liễu, chuyện tôi nói với anh, anh suy nghĩ đến đâu rồi. Tôi đồng ý đưa 3 triệu tể tiền xính lễ để cưới liễu y y. Tất nhiên cô ấy phải là con gái nhà họ liễu mới được. Hoàng thiếu tài không quan tâm nữa, gã ta vào thẳng vấn đề. Liễu y y không muốn gặp Hoàng thiếu tài, Gã ta nghĩ rất lâu mới nghĩ ra cách này, đó là đến nhà họ Liễu hỏi cưới. Gã ta đã nghe ngóng rồi, Liễu Y Y vì từng bị cưỡng bức nên khiến nhà họ Liễu mất hết mặt mũi, sau đó bị đuổi ra khỏi nhà. Mà nhà họ Hoàng của gã ta tuy không bằng nhà họ Liễu, nhưng cưới một cô tiểu thư đã mất hết danh tiếng của nhà họ Liễu như Liễu Y Y thì thừa sức. Có người có địa vị chịu cưới Liễu Y Y, đây cũng là một chuyện tốt đối với nhà họ Liễu, có thể giúp họ vớt phát thể diện hơn nữa nhà họ Hoàng cũng có thể trợ giúp một số thứ nhất định cho nhà họ Liễu, còn có 3 triệu tệ tiền xính lễ nữa. Bên nhà họ Liễu không thể nào không đồng ý, đối với Hoàng Thiêu Tài, chỉ cần là cô chủ nhà họ Liễu thì 3 triệu tệ tiền xính lễ không hề lỗ, gia đình gã ta cũng sẽ đồng ý. Nhà họ Liễu đã nói rồi, dù Liễu Y Y có không muốn gả cho gã ta cũng không được. Tôi đã nói chuyện này với bà nội rồi, xem thái độ của bà có lẽ là được thôi. Anh cứ ngồi chờ tin tốt đi liễu chiết nguyên nói ngay lập tức hoàng thiếu tài lộ vẻ mừng rỡ nhìn về phía liễu y y ở đằng xa bằng ánh mắt đắc ý đợi đến khi nhà họ liễu đồng ý hôn sự này rồi thì không đến lượt liễu y y từ chối đâu tôn hàn và liễu y y đang đi về phía bên kia cũng chạm mặt hai người quen khác lý tông đạo và vương bách xuyên cũng đến đây có điều đôi bên chẳng hề tươi cười gì với nhau cũng chẳng chào hỏi lấy một câu sao hoàng thiếu tài và liễu chiết nguyên lại đi với nhau Liễu y y im lặng một hồi mới lo lắng cất tiếng hỏi. Bình đến thì chặn, nước dâng thì dùng đất lấp, yên tâm đi, mọi chuyện đã có anh rồi. Tôn Hàn chẳng bận tâm cho lắm, nhưng Hoàng Thiếu Tài hẹn gặp anh họ của Liễu Y Y thì chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Mọi chuyện đã có anh rồi. Câu nói này tựa như có ma lực, khiến Liễu Y Y nhìn Tôn Hàn chăm chú, ngơ ngẩn đến mê say. Tôn Hàn cũng dịu dàng nhìn Liễu Y Y, không nói lời nào. Vào thời khắc này, Sành tiệc rộng lớn tựa như chẳng còn ai khác. Kính thưa các vị quan khách, xin mời vào chỗ ngồi. Đột nhiên, giọng nói của người dẫn chương trình vang lên từ micro. Liễu Y Y vội vã thu ánh mắt lại, ấp úng nói, "Chúng ta vào chỗ ngồi đi." "Ừ, được." Tôn Hàn thầm oán hận giọng nói kia vang lên thật không đúng lúc, làm anh lỡ mất cơ hội bước vào trái tim của Liễu Y Y. Nhưng biết làm sao đây, lôi người dẫn chương trình kia xuống tầng một trận ư? Tôn Hàn không làm được chuyện này đâu. Cả hai ngồi vào ghế ở phía cuối, ánh mắt hướng lên sân khấu. Xin mời cô Phương Minh Nguyệt giám đốc điều hành của công ty quốc tế Phong Hỏa của chúng tôi. Sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, mặc chiếc váy liền thân màu đen vừa vẫy tay vừa bước lên, trên môi luôn nở nụ cười rạng rỡ. Người phụ nữ này vô cùng xinh đẹp, còn mang phong thái rất mạnh mẽ. Nếu như tôi có thể được như cô ấy thì tốt quá. Liễu Y Y nhìn lên sân khấu với ánh mắt ngưỡng mộ. Hãy tin tưởng bản thân mình, sau này em sẽ còn vươn cao hơn thế, Tôn Hàn cười đáp. Nghe vậy, Liễu Y Y chỉ trợn mắt nhìn Tôn Hàn, nghĩ rằng anh chỉ đang trêu chọc mình. Năm 18 tuổi, Phương Minh Nguyệt đã bước vào công ty quốc tế phong hỏa với tấm bằng trung học phổ thông. Sau 12 năm, Phương Minh Nguyệt đã vươn đến vị trí giám đốc điều hành của phong hỏa bằng chính năng lực của mình và trở thành cổ đông, sở hữu tài sản cá nhân lên đến mấy tỷ. Quá trình đi lên xuất sắc và đáng kinh ngạc như thế, đã đưa Phương Minh Nguyệt lên hàng ngũ xuất sắc của ngành thời trang may mặc. Người phụ nữ nào biết đến Phương Minh Nguyệt đều ao ước được như cô ta. Nhưng Phương Minh Nguyệt chỉ có một, ai cũng muốn như vậy nhưng chẳng ai làm được. Khoan hãy nói đến chuyện vượt qua, Liễu Y Y còn chẳng dám nghĩ đến điều ấy, nhưng cô không biết Tôn Hàn đang rất nghiêm túc, anh cũng chắc chắn tương lai của cô sẽ còn rực rỡ gấp 10 lần Phương Minh Nguyệt kia. Sau khi lên sân khấu, Phương Minh Nguyệt bảo cấp dưới phát cho mỗi vị khách một tập tài liệu. Rồi cô ta bắt đầu phát biểu, nói rõ hơn về việc lần này mình đích thân đến Giang Châu chính là thái độ của quốc tế Phong Hỏa đối với thị trường trong nước. Quốc tế Phong Hỏa là thương hiệu thời trang lớn theo xu hướng quốc tế, đã thành lập được 30 năm, trước nay vẫn đi theo con đường cao cấp. Do đó, trên cả nước, chỉ có vài thành phố sầm uất nhất như Ma Đô mới có cửa hàng quần áo mang thương hiệu của quốc tế Phong Hỏa ở các vùng kinh tế kém hơn thì rất khó tiêu thụ sản phẩm. Lần này, mục tiêu quốc tế Phong Hỏa đến Giang Châu rất rõ ràng, chính là lấy Giang Châu làm trung tâm, mở ra thị trường Tây Nam, chuyển hướng sang các thành phố hạng 2, hạng 3. Sao lại như vậy? Sau khi xem xong kế hoạch chiến lược của quốc tế Phong Hỏa trong tập tài liệu, Liễu Y Y lập tức nhíu mày lại. Thật ra không chỉ Liễu Y Y, gần như những người trong ngành đến tham dự ngày hôm nay đều đang cau mày. Sao thế? Tôn Hàn cười hỏi. Yêu cầu tìm công ty hợp tác của quốc tế phong hỏa là phải có dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh và nguồn hàng. Chuyện này không thành vấn đề. Thời trang xâm uy của chúng ta cũng chẳng phải công ty nhỏ, hoàn toàn có đủ điều kiện này. Nhưng có một yêu cầu lại cực kỳ quá quát. Ý định của giám đốc điều hành công ty quốc tế phong hỏa là trên sản phẩm của hai công ty hợp tác chỉ ghi nhãn của quốc tế phong hỏa thôi. Nếu hợp tác với quốc tế phong hỏa, thì đồng nghĩa với việc chúng ta chỉ dựa vào dây chuyền sản xuất để kiếm tiền, nhưng về danh tiếng thì chúng ta chẳng có được gì cả. Những công ty nhỏ đang ở trên bờ vực khủng hoảng thì còn có thể chấp nhận điều kiện này. Nhưng công ty thời trang xâm uy chúng ta không chấp nhận được. Liệu y giải thích một cách khó khăn, mọi công ty ở Giang Châu hợp tác với quốc tế phong hỏa, chính vì muốn mượn sức mạnh của quốc tế phong hỏa để đưa công ty mình trở nên lớn mạnh. Nhưng phía quốc tế phong hòa cần dây chuyển sản xuất hoàn thiện và thành thạo nhằm giúp bên họ tiết kiệm thời gian cũng như chi phí xây dựng dây chuyền sản xuất nói trắng ra là muốn mượn gà để đẻ trứng làm như vậy thì không còn là hợp tác nữa đại đến khi quốc tế phong hòa mượn được dây chuyên sản xuất của địa phương và có chỗ đứng vững chắc rồi bước tiếp theo chắc hẳn sẽ là thôn tính nếu thời trang sâm uy muốn hợp tác thì buộc phải cung cấp dây chuyền sản xuất và nếu cung ứng hàng hóa không đủ thì lại phải xây dựng lại thật ra nếu như có lợi thì những chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề nhưng vấn đề là việc hợp tác chẳng hề có lợi cho thời trang sâm huy về việc kiếm tiền tự dùng hàng hóa của mình cũng có thể kiếm ra tiền mà hà cỡ gì phải dùng dây chuyền sản xuất và nhân viên của mình để sản xuất quần áo cho công ty khác lại còn tự dẫn sói về nhà các lãnh đạo cấp cao của thời trang sâm huy chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện này thế là mọi nỗ lực mấy ngày của liễu y y đều uổng công vô ích rồi tôn hàn nghe ra được điều này bèn cười nhẹ kinh doanh thì phải đàm phán lần này Phương Minh Nguyệt mời mọi người đến đây hẳn là để tỏ rõ mong muốn trước, rồi chờ người trong ngành chủ động đến tìm cô ta, giảm thiểu chi phí. Nhưng y y à, cô nghĩ thử đi, đừng thấy hôm nay đông người tham dự mà lầm, thực tế sẽ không có quá năm công ty có thể đáp ứng yêu cầu của quốc tế phong hỏa. Phương án này của quốc tế phong hỏa chẳng khác gì mượn gà đẻ trứng, người trong ngành không phải kẻ ngốc, sẽ không dễ dàng chấp nhận đâu. Liệu y y hỏi ngược lại, nhưng chắc chắn có người chấp nhận, không phải à? Tôn Hàn gật đầu, chính là ý này. Năm nay thời trang sâm uy kiếm ra tiền, không có nghĩa là công ty khác cũng được như thế. Mà nếu họ không kiếm được tiền thì chắc chắn cần phải thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Chỉ cần hợp tác với quốc tế phong hỏa sẽ mang đến cho họ cái lợi ngay trước mắt, vậy là thành công. Nói vậy như vậy, cơ hội của thời trang sâm uy đúng là rất nhỏ. Nhưng Tôn Hàn không nghĩ liệu y y đã cầm chắc phần thua. Hay là thế này, cô quay viết một bản kế hoạch đi, cố gắng đưa ra phương án vẹn toàn cho cả đôi bên. Đến lúc tôi đưa cô đi gặp Phương Minh Nguyệt để đàm phán thì chúng ta cứ dốc hết sức mình thôi. Đúng lúc này, bài phát biểu của Phương Minh Nguyệt đã kết thúc. Trong số những người trong ngành, có người nán lại để tìm hiểu thêm về tình hình của quốc tế phong hỏa, rồi mới nghiên cứu và thảo luận thêm về việc hợp tác, có người đã rời khỏi đây. Liệu Y Y không hề nghi ngờ về việc Tôn Hàn có khả năng hẹn gặp Phương Minh Nguyệt? Cô gật đầu, được, dù hy vọng mong manh cũng phải thử. Tôi sẽ cố gắng viết ra một bản kế hoạch, xem có thuyết phục được cô Phương không. Giờ chúng ta cứ về trước đi. Ừm, Tôn Hàn và Liễu Y Y chọn cách về trước, nhưng Lý Tông Đạo và Vương Bách Xuyên thì đã đi gặp Phương Minh Nguyệt để bàn chuyện tiếp. Khi thành phố lên đèn, Giang Châu về đêm lại rực rỡ lạ thường. Trong một nhà hàng Tây cao cấp, Tôn Hàn gặp gỡ một người phụ nữ, chính là Phương Minh Nguyệt. Gặp được Tôn Hàn, Phương Minh Nguyệt tỏ ra khá thận trọng, hoàn toàn không giống người phụ nữ mạnh mẽ tự tin vào ban ngày. Cũng khó trách, cô ta đã biết người đàn ông trẻ tuổi trước mắt là ai, cũng tỏ tường đối phương có địa vị thế nào ở Tây Nam. Hết tập 9, cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ cho mình xin một subscribe nhé, yêu các bạn nhiều.